chào anh em nhé và hiện tại uh, trên tay em đây là một cái dòng cần gọi là dòng cần uh, ngọc long tranh đấu và cái dòng cần này là cái dòng cần thương hiệu của riêng của bên em thương hiệu Minh Phú anh em nhé và cái con cần này thì nó sẽ là một trong những dòng cần săn hàng giá rẻ với uh, tay người tiêu dùng đó thì uh, con này nó sẽ được bảo hành cho tất cả mọi người là một long một lóng đó trừ lóng gốc nha anh em nhé và khi là uh, hết bảo hành thì anh em mình có thể mua lại lóng bất kỳ như anh em nhé kể cả, cả lóng gốc bên em cũng bán cho anh em mình luôn và sẽ hỗ trợ 30 trăm tiền lóng và nó sẽ được chế độ bảo hành là sẽ là bảo hành điện tử cho tất cả mọi người được chưa ạ Ok mọi người cùng em đi xem chi tiết con cần uh, Ngọc Long tranh nấu uh, Ngọc Ngọc Long chân Vũ này anh anh Ok mọi người và đây là cái chi tiết về con cần uh, Ngọc Long chân Vũ anh em nhé Sản phẩm này anh em mình mua thì sẽ được đi kèm là một ngọn phụ và một cái trục thiết nghiêu mọi người nha Và đây là cái trục thiết nghiêu à, Cái trục thiết nghiêu này hiện tại cửa hàng nhà em đang bán là 90.000 Một cái trục này Và em sẽ tặng cho mọi người khi anh mình mua một cái con cần này Tặng một trục và một ngọn anh em nha Và đây là cái logo của bên thương hiệu bên em Đó Và em đang giới thiệu cho tất cả mọi người là con cần 6 3 Và đây sẽ là Chi tiết của nó Màu sắc cũng như là hoa văn con này thì em đã có một cái video tải tĩnh 5 ký rồi anh em ạ. À. Đó. Và con cần này anh em mình cứ nói luôn là một con cần săn hàng giá rẻ. Tải tối đa lên tới 20 cân đổ lại. Con này sẽ chuyên về đánh chấm đen. Anh em nha, chuyên về đánh chấm. Đó. Còn đứng lúng lưỡng mà anh em mình đi những cái hồ đánh hồ chép ạ chép khoảng tầm 3 đến 5 kg á thì anh em mình lên chơi cho em con cần mà 36 4 rưỡi và 54. Còn anh em nào mà đi đánh những uh, chấm đen chấm trắng á thì uh, trên chục á, cá nó trên đầu 10 á thì anh em mình đánh cho em những size dài hơn nhá. Đó. Con này thì hôm trước là có một bác lên được 18 cân với size 6,3 rồi. Rất là ok. Và cái phôi của nó nhìn anh em này, đây là phôi gốc của nó nha, nó sẽ là carbon Sonic X. Đó. Quá là đẹp luôn, con ngọc long chân vũ này đó em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người xem và lóng và đây là cái đầu các lóng gốc nó sẽ là một cái nhẫn bó trong xoáy trống toạc rất là to và phôi của nó đây phôi là phôi carbon vân bóng anh em nhé phôi carbon vân bóng con này thì phôi là phát phôi carbon vân bóng chín lớp kết hợp và đầu các lóng của lõi ló thì đều có sơn như thế này cho anh em mình nha đầu có sơn nhé đều có sơn để làm sao ra cường các lóng với nhau để anh em mình săn hàng tốt hơn và đỡ bị vỡ lóng dập lóng ngọn của con này thì sẽ là ngọn một, một ly rưỡi ngọn săn hàng mọi người nha đó con này thì con này thì giá rất là rẻ thôi nó chỉ từ 550.000 đối với size 3m6 và size 4m rưỡi của nó là à, size 10m của nó nó rơi vào sấp xỉ 1 triệu tư anh em nhá đây cái đây là cái đối trọng của con cần đây là cái đối trọng của con cần và Đối trọng của nó sẽ có cái doang này này Anh em nhìn sẽ kỹ này Đó con này thì uh, nó thuộc vào dòng cần mà không lặng cũng không, không nhẹ anh em nhé con này thì thuộc vòng chung chung 10 mét nó rơi vào tầm khoảng gần 700g đó đây đều các các lóng thì đều có rãnh chống kẹt lóng có sơn đầy đủ và có thông số lóng nha anh em nhé khi gãy thì anh em mình có thể chụp ảnh lại cho em và báo lên trên cái cái, cái bảo hành như này, này là sẽ được mỗi con cần thì sẽ là một cái mã bảo hành riêng đó. được chưa? Ạ? Đó. mỗi con cần nó sẽ một cái bảo hành riêng nên là anh em mình yên tâm là như thế luôn. nên là anh em mình câu thoải mái đi. kể cả, cả anh em mình gây lóng các thứ thì anh em mình yên tâm luôn luôn có lóng thay thế và luôn luôn có lóng bán cho anh em nhà mình. được chưa? Ạ? một con cần ngọc long chân vũ ngoại quan của nó thì nó luôn gì? nó em đánh giá con này thì nó tầm khoảng 9 điểm, khá là ổn, khá là ok. Và anh em mình nhớ này, con này là con thương hiệu cụ riêng của bên cửa hàng nhà em. Đó, nên là anh em làm muốn mua nhanh tay uh, liên hệ với hai số điện thoại trực tiếp ở trên uh, video này. Đó, và anh em mình uh, hoặc là nhắn tin Zalo với hai với hai số điện thoại này nha, anh em nha. Được chưa Đó. Video này là video số 156. Con cần Ngọc Long Trân Vũ mọi người nha. Ok, xin chào tất cả mọi người.